Thượng Hải là nơi tôi ra đời, cái nơi từng được gọi là cửa biển trên và cửa biển dưới. Sau cuộc chiến tranh thuốc Việt, chính phủ Mãn Thanh ký điều ước Nam Kinh bất bình đẳng đầu tiên. Năm 1843, Thượng Hải mở cửa khẩu, trở thành tô giới. Thế lực nước ngoài ùn ùn đổ đến, mở các thương trạm, thành lập bến đò, vạch rõ ranh giới, mở ngân hàng. Thượng Hải nhanh chóng trở thành đô thị hàng đầu Viễn Đông, chốn lạc viên của những nhà thám hiểm. Năm 1905, thế lực các nơi tụ tập ở Thượng Hải, Đại Thanh Triều nguy trong gang tấc. Thế lực bang hội địa phương cũng dần mọc lên, trở thành đối tượng đấu đá ở các nơi. Trong năm đó, tôi từ nông thôn Phổ Đông bị bán vào thành phố đối diện sông Hoàng Phố. Thuyền đến rồi, thường ra. Đã làm theo lời dặn của ngài, tất cả đã an bài ổn thỏa. Thường ra, người có thể yên tâm về rồi. Người của đồng minh hội vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Cứ đây chờ tin đi. Này, anh ấy đây làm gì? Chúng tôi phải bắt người. Khoan, Hoàng tiên sinh, tôi được thường gia của Hồng Môn Thượng Hải phải đến bảo vệ anh. Đứng lại. Đứng lại. Thank you.
Thường gia, ngài đến rồi. Chào thường gia. Thường gia lâu lắm không đến. Mời thường gia. Tống đại nhân, thả người đi. Trong bến Thượng Hải này, thường gia có quy tắc của thường gia. Tôi có quy tắc của tôi. Việc làm ăn thế nào? Thời buổi này, ai cũng nói về Cộng Hòa. Việc làm ăn của nhất phẩm lầu ngày càng khó làm. Buồn. Nhất đồng. Thắng. Nhất điều long. Lại thua rồi. Ông chủ Tống đừng giận. Thôi quá. Ông đây chỉ thích xì hơi to, đi giày lớn, cưỡi ngựa gầy. Bất nhã thật. Xếp bài, xếp bài. Cô em này xinh thật đấy. Xếp bài. Cẩn thận mụ hổ cái bắt được đấy. Làm ăn thế nào? Tức lắm. Bị lừa bao nhiêu là tiền? Hạ lưu. Khoan. Này, cô em này mới đến à? Nhìn là biết gái trinh rồi. Cô này đôi chân to quá, không tiếp khách đâu. Tôi ra 700, 800, 900, 1.000, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600. Cô em Trinh này là của tôi. Thường ra, Tị Quan Tống lần này quê một phen. Để mắt đến con bé chân to ấy, bỏ hẳn một con cá vàng. Tên cẩu quan này đã ăn của tôi 20 thỏi vàng. Ông chủ Tân, ông chủ Tân. Ôi chà, chà. Con mang theo cả kéo à? Mày muốn biến ông đây thành thái giám à? Con điếm này. Ông mày. Ông mày bỏ ra một con cá vàng, một thỏi vàng đấy biết không hả? Mày mày dám không cho ông đụng vào. Ông chủ Tân. Ông chủ Tân. Tống đại nhân, ngài đừng nóng. Con bé này mới đến, không biết quy củ. Ngài đừng nóng. A Kỳ, tôi không muốn. Tôi không muốn bị đàn ông đụng vào. Cút qua một bên. Đại nhân, đừng giận. Đừng giận. Còn danh chất to này, không biết tốt xấu gì cả. Đi hầu ông chủ, mau lên. Có đi không? Hỏi mày có đi không? Đi ngay. Đi ngay. Đứng lên. Vào đấy. Đi hầu hạ đại nhân, mau lên. Tiểu Nguyệt Quế, điên rồi à? Trả lại thỏi vàng đó cho Tống đại nhân. Thường gia, ngài sĩ quan lát nữa bỏ phòng sổ sách trả lại cho ngài. Không được, hai thỏi vàng. Không được. Được. Thể diện của thường gia vẫn phải nẻ thôi. Người đàn ông trung niên tên thường gia này đã cứu tôi. Nhưng tôi không hề biết. Ông ta là vua của Thượng Hải. Thét một tiếng là khiến Thượng Hải run lên ba cái. Đắc tội với sĩ quan Tống. Chân cô ta xấu thế rồi,
Số chỉ có làm việc nặng, dọn nhà xí thôi, không hát được. Khẩu âm thì đặc tiếng quê. Cái con bé đó thì làm được gì? Được rồi, đừng có lôi con bé đó ra phát tiết nữa. Đi giày vào đi. Chỉ là tôi thương nó, là đứa mồ côi. Thường ra, mày xem, người nó không lớn, mà ngực thì cũng không nhỏ. Bảo mày thắt lại, mày lại cởi ra. Tính cho ai xem hả? Ghê chết đi được. Đi, thay ấm trà mới. Đi đi. Khoan. Cô bé này tôi giữ. Thường ra, ngài anh hùng một đời, bây giờ để mắt đến con bé chân to thế này sẽ khiến cả bến Thượng Hải này cười nhạo đấy. Chỗ tôi có biết bao nhiêu là gái, có đứa nào mà không hơn nó. Tôi thích đôi chân to đấy. Chỉ riêng chuyện nó dám cắn tôi, còn dám không theo tên cẩu quan đó, tôi thích. Thường ra, ngài mới một con bé, có gì khó đâu. Tôi tặng luôn cho ngài, không lấy một xu nào hết. Không, tôi nghiêm túc đấy. Những lời này bà phải giữ lấy. Thường ra, ngài vui thì đem về đi. Có thêm một con nha đầu hầu hạ. Bao nhiêu vợ bé? Không, cứ để ở đây đi. Thường ra, chuyện gì cũng phải có trên có dưới. Thế này loạn quy củ, không được đâu. Được được, không sao. Thường ra, ngài muốn thế nào thì là thế. Tôi còn chưa đồng ý mà. Cái con bé bán thân này không biết điều này. Thế cô đồng ý hay không đồng ý? Đúng là một bước lên mây. Cẩn thận vào. Tiểu thư, hóa đơn của cô. Nhìn xem tiểu nguyệt quế vào nhà chưa được mấy ngày mà đã trèo lên đầu tôi rồi. Khi nào thì Thường gia gặp tôi? Thường gia bảo vệ anh đến Thượng Hải bình an. Còn đến sức khỏe không được tốt, phải phiền đến Hoàng tiên sinh đợi thêm mấy ngày nữa. Ông chủ, cho bắt Hoành Thánh. Hoàng Bội Ngọc, đêm nay mày mọc cánh cũng khó bay rồi. Chạy mau. Đuổi. Đứng lại. Lão Thất đâu? Bị sĩ quan Tống trừ khử rồi. Cây muôn lặng mà gió chẳng dừng. Chúng đang muốn ép tôi xuất chiêu. Sư gia, anh nghĩ thế nào? Thất gia của Hồng Môn đã chết, Hương Lực Hùng lại càng có lý do không gặp tôi. Đến lúc này rồi,
Hồng Môn vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Các vị ý, nên dứt mà không dứt, ắt có hậu họa. Nghe nói gần đây hắn mê muội một cô gái ở nhất phẩm lầu. Là người thế nào có thể khiến Thường Lực Hùng động lòng vậy? Bánh quế hoa, tôi thích nhất đấy. Đẹp quá. Tiểu thư đâu? Tiểu thư! Tiểu thư! Tứ Phương! Tiểu thư! Mời sư gia. Ông chủ Tân. Thường gia, không bắn chúng. Xem ra Thường mỗ tôi không có duyên với súng. Chúng ta thật không phải là người của thời đại này. Thường gia, có chuyện to rồi. Tiểu Nguyệt Quế bị bắt cóc rồi. Các người muốn gì? Tiên sinh, tôi là người của Thường Lực Hùng của Hồng Môn. Mới có hai ngày đã thành người của hắn rồi à? Nói, hắn đã ngủ với mày chưa? Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Thường Lực Hùng này giỏi lắm. Bạn cho tôi biết mặt, thả tôi ra. Gái của ta dám ngủ, thả tôi ra. Thường gia sẽ không tha cho ông đâu. Dừng tay. Làm gì hả? Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Bội Ngọc. Anh ta nhìn rất tây, đeo một cặp kính râm. Tôi không nhìn thấy mắt của anh ta. Anh ta túm thẳng lấy tay tôi. Tay anh ta rất mềm, rất lạnh, nhưng lại túm tôi rất chặt, rất đau. Thường gia, là vị tiên sinh này đã cứu em. Tại hạ Hoàng Bội Ngọc đến để đưa Nguyệt Quế tiểu thư về. Người tôi đã đem về cho Thường gia rồi. Tại hạ cáo từ. Thường gia, cứu tội cho Hoàng mỗ không mời mà đến. Hãy nhận của tôi một lại. Thường gia, không được đâu. Không thể phá vỡ quy củ. Không mời tự đến, mượn thế đến nhà, cậu đã phá vỡ quy tắc rồi. Cái lạy này vừa hay bù vào sơ suất đấy. Tiện thể cảm tạ ân tình. Tiễn khách. Will you marry me? Em sẽ lấy anh chứ? Là sao? Nhưng anh có biết em là ai không? Em là nữ vương của Thượng Hải. Em sẽ không bao giờ lấy một tên da trắng. Xin lỗi. Cứ từ từ.
Mẹ tôi cũng có đôi chân to. Tôi là người phố đông. A Kỳ, hôn cậu về rồi chứ? Vào đi. Sợ tôi ăn thịt em à? Nhớ lấy, người của Thường gia, không ai động vào được đâu. A Kỳ, mẹ cậu trước khi qua đời đã bảo với tôi, bố cậu là một thủy thủ ngoại quốc, cái thân phận tạp chủng của cậu đối với tiền đồ của cậu ở Hồng Môn sau này vẫn là một trở ngại lớn. Thường Lực Hùng đâu? Nói. Nói mau. Gian đầu ở cửa đông. Sợ không? Không sợ. Em không sợ ai cả. Tôi mãi không qua đây. Em không hỏi à? Ngài không đến chắc là có việc. Cái cô bé này cũng điềm đạm thật. Yên tâm, từ nay về sau ngày nào tôi cũng sẽ đến. A Kỳ, bắt lấy hắn, phải giữ sống. Chán sống rồi à? Chết rồi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện rồi. Thường ra, Thường ra, xe, chuẩn bị xe, tránh ra. Chết tiệt. Ôi cha mẹ ơi. Phường gia, là người của Thanh Long hội. Lại đến đấy. Đi. Vâng.
Hương gia đã làm rõ cả rồi. Tên sát thủ này là thủ hạ của Thẩm lão nhị Thanh Long hội, và còn là gián điệp của sĩ quan Tống. Người nhà lấy được đạn ra rồi, mất máu quá nhiều, bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Hương gia, con bé này mệnh cứng, là Bồ Tát phải đến bên ngài đấy. Loan tin ra ngoài, cứ bảo tôi đã bị đâm trúng. Tôi phải cho chúng vui một thời gian. Rõ rồi. Hương gia, coi bộ chúng muốn ép ngài phải ra tay. Giết không tha. Mười ngày sau, Thanh Long hội xã. Mời. Lần này Hồng Môn nhất định phải dốc thân châu ngựa. Mời. Mở cửa. Muốn thế này rồi, ai đấy? Phu nhân, sĩ quan Tống bảo tôi đến đón phu nhân. Tay gấu trưng, mời. Ông. Tống đại nhân, Hương gia cho ngài vay một cái mạng, chúng tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Báo với Hương gia, trưa mai hẹn ở bán sinh viên.
Đây gọi là mai hoa trật, nhất hô bách ứng. Đêm nay, mọi tiếng hạc kêu trong bến Thượng Hải đều vì chuyện của em. Nhìn rõ nhé. Đây là lệnh bài của Tùng Giang phủ các người. Chứng cứ. Ngài mưu sát tôi. Ngài ngậm máu phun người. Thường ra, nghe lão phu khuyên một câu đi. Người đừng có cùng đồng minh hội, cái người họ Hoàng đó đi chung với nhau. Hắn là nhân vật nguy hiểm. Là nhân vật rất nguy hiểm. Mấy hôm nay, những việc Hồng Môn làm không liên quan đến đồng minh hội, đều vì các vị ngồi đây cứ ép tôi phải dấy lên trận gió tanh mưa máu cho bến Thượng Hải. Hôm nay mọi người còn có thể ngồi đây nói chuyện với Thường Lực Hùng tôi. Quả thực phải cảm tạ một người. Mong Thường ra nói rõ một cô gái là cô ấy đã giúp tôi đỡ viên đạn đó. Khổ thẹn. May là cô ấy còn sống. Bằng không, Hồng Môn nhất định sẽ diệt ba đời các người. Là chiến hay hòa, các người tự quyết. Tôi thấy mỗi bên đều có chỗ đúng chỗ sai. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hôm nay là đạo đài đại nhân mời đến. Công kính không bằng tuân mệnh. Lão phu có phúc. Hôm nay xin được kính trà các vị đại nhân. Cảm ơn. Nào. Mời. Nào. Hẹn tên họ Hoàng, tuân lệnh. Quy tắc vào Hồng Môn rất nghiêm ngặt. Một bước sai, e là đến cả mạng cũng khó giữ. Lần này Hồng Môn nhất định sẽ bày ra. Lão đại chỉ thị, nếu có cần thiết, vận động sơn chủ, chẳng bằng ngồi luôn sơn đường. Báo cáo sĩ quan đại nhân, phát hiện Hoàng Bội Ngọc rồi ạ. Người lĩnh hương làm gì? Đầu quân Lương Sơn, trả lại đầu quân, kết nhân, kết nghĩa, nước nhà 40 năm, 3.000 dặm Sơn Hà. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org.
Thường gia từng dạy tôi thất tinh trận. Không ngờ giờ đã có đất dùng rồi. Hoàng tiên sinh từng cứu tôi. Tôi không thể nhìn anh ta chết. Tốt. Trận trà này phá hay lắm. Thường gia, tôi phụng mệnh ngũ gia Chí Công Đường đến để kết minh với thường gia, muốn mượn sức ngài. Mấy loại trà rồi? Ba loại. Hồng môn. Muốn phát dương quang đại, trà này buộc phải trông vào những nhân tài tinh thông chung tay như cậu. Cảm ơn ngài đã cất nhắc. Nói với đại gia của Quý Đường, bao nhiệt huyết của tôi bán cho người có tầm nhìn. Việc chấn hưng Hồng Môn nằm ở lần này, hưng Hán diệt Thành, quốc gia Cộng Hòa. Hương gia, khu xe của Hoàng Tiên Sinh bị trừ khử rồi. Đi, cửa sau cũng có người. Sông giả, nhớ kỹ, bảo vệ tốt cho Hoàng Tiên Sinh. Hương gia, cẩn thận. Thường gia, thường gia, thường gia, thường gia. Mau mau, tất cả xông ra bảo vệ thường gia. Mau lên, nhanh lên, có chuyện rồi. Xông ra bảo vệ thường gia, nhanh lên, mau, đi đi. Thường gia, thường gia, lấy xe tôi. Mau, chạy có thanh lại. Không ngờ đến hả? Chúng ra bắn. Ông cũng mất mạng. Thường ra, hôm nay tôi chỉ cần tên họ Hoàng. Dù hắn còn sống hay chết, tôi cũng phải dắt về. E là không được. Bỏ hết xuống xuống đi. Được rồi. Chỉ cần mấy người thắng được tôi, thì tôi sẽ cho các người một con đường sống. Được.
thân thủ hay. Tại sao? Tại sao? Bình tĩnh. Cậu biết là tại sao? Đây, thanh kiếm này phải giao cho người có thể bảo vệ em. Cẩn thận, Hồng Môn. Cường Gia cũng như cha ruột của tôi, Tiểu Nguyệt Quế, cô phải sống cho tốt. Tôi tìm được vỏ kiếm rồi.
A Kỳ đến rồi à? Soát! Lục tung chỗ này lên! Tìm hết đám dư đảng cặn bã của đảng cách mạng ra! Ông muốn làm gì hả? Đồ chết tiệt! Rốt cuộc ông muốn làm gì? Quảng điếm này! Mama! Đồ chết tiệt kia! Mày sẽ không được chết tử tế đâu! Bắt hai người này lại! Thả tôi ra! Buông ra! Dừng tay! Dừng lại! Hắn là ai? Thả cô ấy ra! Láo xược! Tránh ra! Cô ấy là vợ tôi. Cô là vợ của hắn. Phải, tôi đấy. Cô ta là phạm nhân của tôi. Tiên sinh, xin hãy hiểu cho, đây là tô giới chung. 1/5 căn nhà này là thuộc địa phận tô giới. Tôi cũng chỉ đang chấp hành nhiệm vụ. Giờ hãy đưa binh lính của mình ra khỏi đây. Anh nói gì thế? Ngài ấy bảo 1/5 gian nhà này đều nằm trong tô giới, đất đai của đế quốc Đại Thanh. Không phải ai muốn chia một mảnh là chia đâu. Người đâu? Có. Đo từng thước cho ta. Rõ. Ông muốn khai chiến. Đo. Đo từng thước. Rõ. Cầu quan, đạo đài, đạo đài. Dư Kỳ Dương đã giấu tôi gây ra họa lớn. Dư Kỳ Dương, cậu đã phạm tội giết người. Cậu hãy khai ra, tại sao lại giết đạo đài đại nhân? Đồng mưu của cậu là ai? Cậu nghe có hiểu không? Hắn là cậu quan. Tôi đáng muốn chết. Muốn chém muốn giết thì cứ việc. To gan. Đó là lần cuối cùng tôi gặp A Kỳ. Sau này nghe nói Hoàng Bội Ngọc đã nhờ người Tây cứu anh ấy ra. Tôi cũng rời khỏi Nhất Phẩm Lâu, trở về với dòng sông Phố Đông. A Kỳ, hôm nay là tiệc tẩy trần, cũng là tiệc tiễn cậu. Cậu không thể ở lại bến Thượng Hải được nữa. Ngày mai sang Nhật đi. Hồng môn không thể vô chủ mãi được. Hoàng gia cũng là con cháu nhà họ Hồng, tam giang ngũ hồ, đồng môn đồng tông. Tình cảnh Hồng môn hiện nay cũng chỉ có Hoàng tiên sinh là có thể gánh vác được. Chuyện này, Hường gia có di chúc không? Hường gia ra đi đột ngột, không để lại di chúc. Nhưng ý của ông ấy chúng ta đều biết cả. Chúng ta là ai? Hoàng tiên sinh, tôi, Tân Đại Ngọc và Tiểu Nguyệt Quế. Ngay cả Tiểu Nguyệt Quế cũng biết tôi là lão tam. Chuyện lớn như thế sao tôi lại không biết? Hoàng gia, xin đừng từ chối. Hoàng gia, mạng của A Kỳ là do Hoàng gia cứu về. Hoàng gia, Hoàng gia. Hoàng gia, cảm ơn các anh em Hồng Môn. Anh Bội Ngọc, anh làm hay quá. Từ nay về sau, chúng ta có sức mạnh của Hồng Môn thì khởi nghĩa đã thành công được một nửa rồi. Sói đội lốt cừu. Vậy thì anh chính là sói đội lốt cừu rồi.
dân quốc ra đời. 10 năm sau, Tổ giới Pháp năm 1915. Hôm nay, chúng ta tổ chức sinh nhật cho con gái xinh đẹp Lily của chúng ta. Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con gái Lily chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng với chúng tôi. Sinh nhật vui vẻ. Đi thôi. Muốn chết hả? Cậu Lư, ông chủ Dư, lũ đổ vào miếu Long Vương. Xin hai người dừng ở đây đi. Dừng lại ở đây, đều là người mình cả. Có gì từ từ thương lượng. Ông chủ Dư, hân hạnh sau này còn gặp lại. Ông chủ Dư nể tình cũ tới chúc mừng, lại chúc phải phiền phức. Mấy ngày trước tôi chỉ đi ngang qua, nhìn thấy cái tên Tiêu Nguyệt Quế, tôi liền nghĩ liệu có phải là cô không. Ngài vẫn khỏe chứ? Khỏe. Tôi vừa từ Nhật về. Tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cô. Lần cuối cùng gặp ngài là trước cổng tòa án của Tô Giới. Ngài bị kéo lên một chiếc xe ngựa. 10 năm rồi. Phải. Là do tam gia của các cô đấy. Ngài có biết người đánh ngài lúc nãy là ai không? Một tên vô lại không biết phép tắc. Tôi dạy dỗ hắn thay bố hắn. Bố hắn là cố vấn quân đội, Lư tướng quân. Bố, bố ơi. Chú, bố. Lùi xuống. Bố, lần này bố nhất định phải phân xử cho con. Kỳ Dương đến đây à? Dì ba à? Bội Ngọc ở trong đấy. Đi. Hoàng gia, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì ghê gớm vậy? Tôi đã đánh cậu Lư của cố vấn quân đội Thượng Hải. Vì sao? Vì Tiểu Nguyệt Quế. Hắn vô cớ ra tay trước, thế nên đã bị tôi đánh. Tiểu Nguyệt Quế.
Kế hoạch của chúng ta là mua tất cả đất bỏ không ở đây, cũng như ngoại ô phía đông của chùa Tịnh An, với mức giá thấp nhất có thể. Tiêu Nguyệt Quế. Hoàng gia. Bà chủ Tiêu, Hoàng tiên sinh. Cô có ơn với tôi. 10 năm trước, khi tôi phá trả trận, cô đã cứu tôi bằng ánh mắt đó. Tôi vẫn luôn ghi nhớ. Bà chủ Tiêu, Tiêu Nguyệt Quế. Tôi đã tìm cô lâu lắm rồi. Ngài là Sơn Chủ Hồng Môn, Chủ tịch Hội đồng Thành phố, Vua Thượng Hải. Tôi chỉ là con hát. Ngài tìm tôi làm gì? Cô là người phụ nữ của Vua Thượng Hải. Ngày trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người phụ nữ của Vua Thượng Hải. Hoàng Bội Ngọc nói anh ấy sẽ bảo vệ tôi như thường gia. Anh ấy lặng lẽ trả hết nợ cho tôi, đưa gánh hát từ một dạp nhỏ chuyển đến nhà hát lớn Tiên Thi. Anh ấy còn nói nhà hát lớn Thượng Hải khác với nhà hát lớn Bắc Kinh và những vùng khác. Anh ấy muốn ủng hộ. Trước hết cần có một cái tên. Tôi nói là côn khúc rất cao quý, kịch Thượng Hải thì lấy tên là Thần Khúc. Từ đó, bến Thượng Hải có Thần Khúc, còn Hoàng hậu có Hoàng hậu Thần Khúc Tiêu Nguyệt Quế. Hay, hay lắm. Hoàng tiên sinh, ngài đã thật sự biến Tiểu Nguyệt Quế của Nhất Phẩm Lâu trở thành một danh kỹ của Thượng Hải, thường ra ở trên trời, chắc chắn sẽ rất cảm kích ngài. Phê chuẩn rồi. Mảnh đất chùa Tịnh An thì sao? Tiếp tục hợp tác với chúng tôi chứ? Tất nhiên rồi. Jensen ở đây, hắn lại muốn gì đây? Nhưng mà tôi vẫn cần bàn bạc những vấn đề này với đối tác của tôi trước đã. Cảm ơn. Tôi không phải người kiên nhẫn đâu. 2 ngày, 48 tiếng. Thế nào? Tôi hiểu. Được rồi. Tên họ Hoàng đó nói sao chỗ nào cũng đối đầu với con vậy? Bố xem, con thích Lộ Hương Lan, hắn cưới mất. Con thích Tiêu Nguyệt Quế, hắn cướp mất. Con phải xả cơn giận này. Chúng ta đã chặn đường vận chuyển đường thủy của chúng. Đường tiền tài của tên họ Hoàng cũng bị chúng ta chặt đứt. Không đầy mấy ngày nữa, hắn sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin chúng ta. Đây là lô hàng tốt. Tam Sa, ngài xem. Bọn cướp đến rồi. Mà chạy đi.
Vì sao lại có hứng thú với Thần Khúc? Thần Khúc vẫn còn non trẻ. Chúng tôi có thể biến Thần Khúc trở thành một nhà hát hoàn toàn khác với nhà hát Bắc Kinh và Côn Khúc. Đã điều tra rồi, là Lưu Tuấn Quân làm. Mời phu nhân. Mở cửa. Mở cửa. Các người làm gì vậy? Tối nay. Được. Thông báo phòng tuần tra cục công bộ và cục trưởng sở cảnh sát không được để lộ tin tức. Tìm thấy lô hàng đó rồi. Trước khi vào tô giới phải chặn nó lại. Không cần bà lo. Làm gì vậy hả? Cút. Tiêu Nguyệt Quế, cô ra đây cho tôi. Bà ba, bà chỉ phải đề phòng mỗi mình tôi. Còn tôi phải đề phòng phụ nữ khắp Thượng Hải. Hoàng gia thấy bà thế này sẽ cho rằng bà cào nát mặt ông ấy. Người cào nát mặt ông ấy là cô. Còn tôi mới xé rách mặt cô. Xin lỗi. Khốn kiếp, nẻ mặt còn không biết điều. A Kỳ, đi. Cho ả khốn kiếp đó đi gặp người tình cũ của ả đi. Bố, hôm nay có thể bán ra lô thuốc phiện kia rồi. Địa bàn tô giới thuộc quyền quản lý của Hoàng Bội Ngọc. Con sẽ chiếm giữ câu lạc bộ người Mỹ. Đừng có lơi là. Không được lơi là. Bố yên tâm đi. Bố, con muốn Tiêu Nguyệt Quế. Muốn cô ta làm gì? Con muốn cưới cô ấy. Con nói gì? Con muốn cưới cô ấy làm vợ. Mày dám? Bố, Tiêu Nguyệt Quế là hạng người nào? Chỉ là một con hát thôi mà, còn biết cơ đấy. Mày có cưới nổi cô ta không? Có thể, mày. Mày, ngày chết của mày không còn xa đâu. Ra rồi, bám theo. Kéo hàng đi. Vâng. Nào.
What? Cái gì? Chinese trong khu người Hoa, tiểu Đông Môn. Andy, Hoàng gia đã giải quyết xong rồi. Qua đây cùng Andy. Không cần đâu. Đôi cậu nam nữ đó. Lần đầu tiên tôi làm việc không thoải mái như thế. Em về nghỉ trước đi. Ngủ một giấc. Buổi chiều là đến văn phòng. Hai người đã giải quyết ai? Lộ Hương Lan và cậu Lư sao? Hoàng Bội Ngọc. Họ không đến mức phải chết. Cậu không thoải mái mà đứng vững ở bến Thượng Hải, hai tay không dính máu. Có thể không? Đó là lý tưởng của phái Thanh giáo. Hai người là người tôi tin tưởng nhất. Tôi nói cho hai người biết, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả họng súng bên ngoài đều chĩa vào tôi. Tôi đã trở thành mục tiêu của họ. Đàn ông bến Thượng Hải đều phải giết người và bị giết để chứng minh bản thân, giành lấy mọi thứ thật sao? Thường gia cũng từng nói giết không khoan nhượng. Nhưng ở bến Thượng Hải chỉ có dựa vào giết người mới có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Câu chuyện của cậu cả thật khiến người ta đau lòng. Thảo Viên, đã đền cả mạng của con trai tôi rồi. Ngày mai tôi phải đưa quân bao vây hội đồng thành phố, bắt tên họ Hoàng kia. Rất có thể là sự kiện quốc tế. Người Nhật sẽ không cho phép. Vậy không có cách nào khác sao? Chúng tôi đã có phương án mới rồi. Có người theo dõi. Đừng quay đầu. Vì sao phải tránh chúng ta? Hắn đang tránh em. Sẽ em nói với Tân Đại Ngọc, đúng là vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Phương Hải đã nằm dưới chân anh rồi. Cảm ơn. Nhưng anh lại nằm dưới chân em. Chắc không? Chắc.
Sát thủ đến rồi. Tin anh đi, không sao đâu. Ngài Jensen, 48 tiếng đã qua rồi. Anh đang uy hiếp tôi sao? Không, chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện thôi. Tạm biệt. Tiểu Nguyệt Quế, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Có chuyện gì thế? Hình như cô không được vui. Mọi người đều nói rằng anh ấy là vua Thượng Hải. Không ngờ lại keo kiệt như vậy. Sao thế? Nhà hát cần 2.500 đô, cho rất nhiều thứ. Nhưng Tiểu Nguyệt Quế, tôi có thể cho cô vay tiền. Người Trung Quốc nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chỉ cần cô nhớ tới tôi như một người bạn cũ là được. Ngài thật tốt bụng. Đi lấy tiền cho cô nào. Khốn kiếp, cút đi, cút hết đi cho tôi. Miss Tiêu Nguyệt Quế, Cassia, cô có nét hấp dẫn của Tân Đại Ngọc năm đó. Enticing, you are even more beautiful. Cô đẹp hơn cô ấy. Ôi trời, cô là người phụ nữ đẹp nhất Thượng Hải. Ngài muốn làm cuộc trao đổi này thật sao? Ở bến Thượng Hải, mọi thứ đều là thỏa thuận. Tới đây nào, cô em. Chuyện gì thế này? Ngài Jensen, ngài đúng là một người đàn ông dũng cảm. Anh muốn gì? Anh muốn gì? Đó là những gì tôi muốn hỏi ngài đấy. Ngài đang làm gì với người phụ nữ của tôi vậy? Đưa cô ấy ra trước đi. Nghe này, địa bàn chùa Tĩnh An thuộc về tôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ngài có thể không đồng ý. A Kỳ, ngài muốn giữ lại quả nào? Ngài Jensen, thằng hốt, sao mày dám?
Ngài biết là tôi rất thích nghe ngài dùng từ đó mà. Được rồi. Được. Tôi sẽ hợp tác. Cùng làm đi. Ký đi. Lưu tướng quân, Hoàng Bội Ngọc đã cướp hết đất của chùa Tịnh An rồi. Chờ đấy, tôi sẽ cử người tới đón anh. Được. Jensen chết rồi, bị mưu sát, hai phát súng vào ngực. Sao lại giết Jensen? Hắn đã ký vào hợp đồng rồi mà. Anh sẽ không giết Jensen. Anh chỉ cần mảnh đất chùa Tịnh An. Vậy ai lại giết hắn? Có người muốn mượn dao giết người để giết anh. Thằng bé không chịu nổi cú sốc này. Đã đưa nó tới Tùng Giang rồi, anh Bội Ngọc. Nghe nói cái chết của Jensen có liên quan đến anh. Cái này cho bà. Cái gì đây? Tôi muốn Lily trở về bên tôi. Anh là người cuối cùng gặp anh ta. Anh còn ép anh ta ký hợp đồng. Anh biết không ít nhỉ? Người cuối cùng gặp anh ta là sát thủ. Người cuối cùng nói chuyện với anh ta chính là hung thủ đứng sau. Tôi muốn Lily trở về. Giờ nó cần tôi. Tôi hiểu. Nhưng không phải bây giờ. Anh và Lưu Tướng Quân vẫn có hứng thú với mảnh đất chùa Tịnh An đấy chứ? Tôi nghe nói Thompson đã bắt đầu điều tra rồi. Đang xem lịch sử cuộc gọi cuối cùng trước khi chết của Jensen. Jensen chết trong tay hạng người nào tôi biết rất rõ. Hưởng gia chết rồi. Giờ Jensen cũng chết rồi. Cô biết người tiếp theo sẽ là ai không? Ngừng bắn. Phải bắt sống Hoàng Bội Ngọc. Mau ra đây. Lần này lành ít dữ nhiều. Liên lụy tới em rồi. Nghe theo số trời vậy.
Bà Triều Tiêu, cô là khách của tôi. Phương Bội Ngọc là kẻ thù của tôi. Ông có thù oán gì với anh ấy? Vì sao phải dồn anh ấy vào chỗ chết? Đợi khi trời sáng, Hoàng Bội Ngọc sẽ phải chết. Sư gia, nhìn đi. Mau cứu Hoàng gia và Tiêu Nguyệt Quế là Lưu Tứ Quân làm. Ngủ đi. Em đến rồi. Anh là người làm việc lớn. Phải. Người làm việc lớn phải ngủ cho ngon. Đợi khi trời sáng, khi trời sáng em sẽ ở bên anh. Anh không sợ chết. Bao năm qua anh mệt rồi. Nguyệt Quế, khi có em ở bên, anh mới có cảm giác đang sống. Không được khóc. Họ chắc chắn sẽ giết anh. Chỉ khi giết được anh, họ mới có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải. Giống như năm đó, họ đã giết Thường gia để thế chỗ. Đời này, người anh có lỗi lớn nhất chính là Thường gia. Anh không làm gì có lỗi với ông ấy. Ông ấy chết vì anh. Không phải. Tờ cảnh sát cục công bộ. Tờ cảnh sát đây. Bà chủ Tân, Tiêu Nguyệt Quế xảy ra chuyện rồi. Alo. Cái gì? Thả người? Hội đồng thành phố? Công ước quốc tế nào? Cái gì? Tôi đã giết Jensen. Chào mừng trở về. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Tôi thả chết còn hơn. Hôm nay tôi hứa với cô sẽ trả con gái lại cho cô. Nhưng mà cô phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Đưa nó đi ngay. Chuyện đưa Lily sang Mỹ không được tiết lộ cho ai. Biết rồi. Con lớn rồi Lily, con phải nhớ kỹ. Từ nay trở đi, con đổi lại là họ thật của mình là Thường Lệ Lệ. Bố con là Thường Lực Hùng. Mẹ con là Tiêu Nguyệt Quế.
Nói láo. Dám nói dối cả tôi sao? Mà trả người lại cho tôi. Người dám làm chuyện này ở bến Thượng Hải cũng chỉ có vài người. Trong hai ngày phải điều tra xem là ai làm. E là không đến hai ngày, người đã chết rồi. Danh kỹ thần Phúc, Tiêu Nguyệt Quế bị bắt cóc. Đọc báo chưa? Tất nhiên đã đọc rồi. Chào buổi sáng. Hoàng tiên sinh, là chủ tịch hội đồng thành phố, ngài không thể trả tiền chuộc, dù ngài đang cố gắng bắt chúng cũng không được. Tôi cho anh thêm một ngày nữa, nếu không cô ta sẽ chết. Ông chủ Hoàng, e là ở bến Thượng Hải, ông sẽ mất hết thể diện. Tôi sẽ giao tiền cho các cậu, nhưng không được nói với bất kỳ ai. Ngày mai, ông phải đích thân đến. Mấy giờ rồi? Giờ nào tùy thích. Thế nào, nhìn rõ chưa? Không ai khác, Sư Gia chỉ có một người thôi, hình như là Tiêu Nguyệt Quế. Mặc áo chống đạn chưa? Nhanh kết thúc chuyện này thôi. Hoàng gia, các cậu đợi tôi ở đây, đừng xông ra. Bước cuối cùng, không được để xảy ra sai sót. Đời này, người anh có lỗi nhất là Thường Gia. Ông ấy chết vì anh.
Còn anh lại tham gia vào một vụ mưu sát. Thanh kiếm này phải giao cho người có thể bảo vệ em. Cẩn thận, Hồng Môn có nội. Tại sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao thế? Vì sao? Tiêu Nguyệt Quế, A Kỳ, Hường Gia chết trong tay tôi. Lúc lâm chung, ông ấy nói với tôi rằng Hồng Môn có nội gián. Là ai? Hoàng Bội Ngọc. Chính miệng hắn đã nói với tôi. Tôi muốn anh thay thế hắn. Tiêu Nguyệt Quế, Tiêu Nguyệt Quế. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Tôi không ngờ là Hoàng Bội Ngọc thật sự đã đi bước này. Anh ta chết rồi. Anh ta dùng cái chết để trả món nợ trong lòng. Tôi cũng hoàn thành lời hứa với Thường Gia, nhưng trong lòng lại cảm thấy bi thương. Thường Gia là bậc anh hùng, nhưng lại chết oan uổng. Hoàng Gia tiếp quản Hồng Môn, xây dựng cơ nghiệp ở Tô Giới, tạo hóa trêu người, buộc chặt cô gái chân to với hai đời vua Thượng Hải. Tôi bắt đầu hiểu rõ tình và nghĩa, nhưng lại nhìn thấy giết chóc, bóng tối và máu tanh. Lúc này sông Hoàng Phố nhuốm màu đỏ tươi. Sau này Hồng Môn sẽ đi về đâu? Ai sẽ trở thành vua Thượng Hải tiếp theo?